vị đến với chương mục Nấu Gì hôm nay. Mà đứng ở đây là mà đã nghe tiếng thớt này với dao này của cô Vân đã gõ hay là đã chuẩn bị là món ăn cho chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng vào bếp nha. Cô ơi, nhà cô chuẩn bị sớm quá cô. Nhưng mà mới thấy thực ra là món ăn rất là đơn giản. Luôn luôn cô với cô Vân là đơn giản này, dễ nấu, dễ làm, ngon bổ rẻ. Đơn giản. Đúng rồi. Trước tiên là mình phải có khoảng 300g cải con. Dạ. Yeah. 100g tôm sú, 50g cá thác lát, chuẩn bị một ít gừng. Yeah. Gia vị thì gồm có hạt nêm từ nấm và rong biển, một ít đường và nước mắm ngon. Yeah. Bây giờ Mai thấy nhá, tôm sú khi mà mình mua về đó thì mình sẽ bóc vỏ này, mình lấy gân chỉ, lưng này, lấy cái chỉ lưng ra. Xong rồi sẽ có hai cách, một á, là nếu mình chỉ nấu tôm không thôi thì mình sẽ giã. Yeah. Mà khi mà Mai cho vào cối thì Mai nhớ là nhúng chày vào cối, vào nước mắm. À. Nhá. Tức là có một bát nước mắm để bên cạnh, cái mình giã, cái mình nhúng cái chày vào xong mình giã. Thì cái nước mắm nó sẽ quyện vào trong cái tôm này, nó làm thấm cho cái tôm nó dai. Nó dai lắm nhá. Yeah. Đó là cái... Nhưng mà giã phải cẩn thận chứ không thôi nước mắm nó bay lung tung. Không bay lung tung được. Bảo đảm với Mai. Mình có quyết phải không cô? Chắc là mình phải quyết. Khi mà mình giã thì mình làm thế này nhá. Yeah. Rồi thì bây giờ hôm nay cô không giã vì ít quá, giã dính cối. À. Thì mình có cách nữa này. Mai sẽ đập nhá. Có lý do mà chúng ta nghe tiếng lục cục từ nãy giờ của cô. Xong rồi thì mình sẽ băm. Mình sẽ cho vào một cái bát. Rồi Mai sẽ cho cá thác lát vào đây. Quyết chung lại hả cô? Thật ra thì nấu với lại tôm thì nó có cái vị ngọt riêng. Nhưng mà cải thì phải có một tí cá thì nó sẽ hợp hơn nhiều. Nhá. Thì Mai sẽ quyết dùng cô đi. Mai trộn chung hai cái này vào cho cô. Để cô nêm vào đây một ít hạt nêm từ nấm và rong biển. Nhá. Cô để cho cô dễ lắm. Đây. Rồi. Trong khi Mai quyết cái này cho đều nhá, thì cô nói với Mai về vấn đề cải. Thì Mai biết đó là cải thì nó có rất là nhiều cát và đất. Yeah. Thậm chí nó có những cái nó giống như là hạt thóc ấy, đúng nó rồi. Bám vào. Yeah. Thế cho nên là khi làm thì mình phải làm rất là sạch. Thế thì đây cô Vân đã làm rất sạch rồi nhá. Bây giờ canh cải thì lại hợp với gừng. Giờ cô chuẩn bị sẵn. Bây giờ trước khi mà mình cho tôm vào đây mình nấu thì cô sẽ nêm vào đây một tí xíu gia vị trước. Nhá. Gia vị ở đây sẽ gồm có một tí nước mắm ngon. Ít thôi nhá. Một tí này Mai nhìn. Khoảng một thìa cà phê. Mà Mai cứ việc cho vào đây đi, không sợ đâu. Có người bảo rằng là cho nước mắm vào sớm quá thì nó sẽ chua. Đúng rồi. Thật ra không có chua tí nào hết. Nè cô. Nên một ít hạt nêm từ nấm và rong biển. Một tí xíu đường thôi. Nha. Mai ơi, bây giờ nước đang sôi này. Thì mình sẽ múc cái tôm này mình cho vào đây. Rồi. Thì rất là nhanh thôi. Mai nhúng cái thìa vào. Xong rồi Mai múc thế này. Từng chút Mai bỏ vào. Ừ. Đó. Mình có thể mình vo thành từng viên cũng được. Nhưng mà tại vì tôm cô không có quết nhuyễn. Nếu mà Mai quết nhuyễn thì Mai mình có thể vo viên. Còn đằng này mình ăn như thế này thì cái tôm, mảnh tôm nó vẫn còn. Thế bây giờ nước canh đang sôi rồi này. Thì cô vẫn phải bỏ vào đây. Mình để lửa thật lớn nhá. Mình đảo qua đảo lại thôi. Nó sôi trở lại là Mai tắt bếp ngay. Tức là mình sẽ không có nấu lâu quá. Mà cũng không đậy nắp thì rau nó không sẽ... Không đậy nắp, vì đậy nắp nó sẽ bị vàng. Vàng đi, không có tươi xanh. Đấy, rồi. Thế Mai nhìn là nó đang sôi như thế này. Thậm chí ở nhà có khi cô Vân ăn á, cô Vân thích là để rau ở trong cái tô. À, cô nhúng vào. Luôn nước sôi vào. Để ăn nó nhẫn nhẫn đấy phải không cô? Đúng rồi, nó ngon lắm. Mai ơi, Mai lấy thử cho cô Vân cái bát nè. Dạ. Đấy, cái cái kìa nhá. Bây giờ Mai thử hộ cô một tí nè. Đây. Xem có vừa không? Cô hôm nay cô cho Mai thử rồi cô không thử. Thì hôm nay cô bị cảm. Ngon không? Vừa ăn chưa? Hơi nhạt. Hơi nhạt một tí ha. Bây giờ mình thêm vào đây một tí xíu hạt nêm từ nấm và rong biển. Mùa này đang là mùa xấu. Cho gừng. Gừng phải cho vào sau cùng. Đấy, mình rắc vào đây. Nếu mà Mai cho gừng vào sớm quá thì Mai ăn cái mùi gừng không ngon. Nó mất mùi gừng mà mất luôn cả vị. Đúng là Mai thấy cái mùi gừng rất là nồng. Canh cá, canh tôm mà cho gừng thì phải cho vào sau cùng. Dạ, bây giờ thì cũng như thường lệ Mai phải thử một chút cô ha. Dạ. Quan trọng là cái nước nữa đấy. Ngọt cô.
Chắc là bởi vì hồi nãy cô nhờ máy nếm á, cái máy nếm vừa thật nó rất là vừa ăn. Máy nếm theo khẩu vị của Mai. Dạ. Rất là đồ vậy thôi nhưng mà rất là ngọt, bởi vì tôm cô cũng đã lựa tươi này, rồi cá thắt lát nữa rất là ngọt này. Và đồng thời khi mà ăn quyện với nhau vừa nước canh này, vừa rau này, vừa tôm viên lại thì mình sẽ thấy cái sự nhẫn